đội trưởng AFC thì mà song song cả cái lịch thì với cái sự vào thì rất nhiều những quãng đường di chuyển thì các bạn biết rằng AFC thì đá đầu tuần thứ ba và thứ tư thì cuối tuần đá cái lịch còn không cái quãng đường di chuyển chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái mục tiêu của bóng ở cái lịch thì cái đấy là một ảnh hưởng. Nhưng câu lạc bộ là xác định tất cả thì có bao nhiêu cầu thủ như thế nào nữa và như thế nào thì tập trung để chơi hết tất cả các trận là câu lạc bộ có tham gia kể cả là AFC Cup hoặc V-League hoặc là cúp quốc gia thì chắc chắn là cái đấy thì câu lạc bộ cũng sẽ kích hoạt trong năng lượng để luân chuyển cầu thủ. Xin được hỏi. Chỉ tiêu dành cho đội mình ở AFC Cup năm nay đã hoàn thành chưa? Và cái tham vọng của mình là khi trừ chỉ tiêu thì tôi đã nhận ngay từ đầu một thì là phải có mặt được ở trong trận chung kết khu vực. Thì đến hiện tại thời điểm này thì đã có mặt được trận chung kết. Còn tất nhiên rằng đấy là cái chỉ tiêu để mình đưa ra, nhưng có cơ hội thì chắc chắn tôi cũng hoàn toàn trẻ lại một tiến xa hơn và muốn là đoạt chức vô địch châu lục của khu vực và tiến xa ở châu lục, đấy là mục tiêu của mình. Khi mà chứng kiến Văn Quyết ghi bàn thì cảm xúc của anh như nào, anh đã tạo cái điều kiện thuận lợi như thế nào để cho Văn Quyết có sự trở lại ngọt ngào như thế nào? Thì các bạn biết rằng là qua một cái khoảng thời gian Văn Quyết chấn thương thì rất là bị cảm giác, nhưng mà Văn Quyết quay lại trận này trận thứ ba, trận đá với Sài Gòn và trận đá với đi xe thì Văn Quyết đều chơi rất tốt, mà đến trận hôm nay thì Văn Quyết điều bàn để trận xe đét Quyết cũng có cơ hội nhưng không tận dụng được. Thì hôm nay thì như bàn thắng này thì cũng dài đầu Văn Quyết rất nhiều, nhưng mà bạn biết là khi quãng đường di chuyển từ xe đét về thì Văn Quyết có được ổn về gần cuối, tôi muốn điều chỉnh cho Văn Quyết